Thế nên Kinh Vô Lượng Thọ vẫn được càng rõ ràng, bởi vì kinh văn dài. Ở khéo giữa ba nghiệp, trong phẩm thứ 8 nói, chúng ta xem thấy một thí dụ không giống với Kinh Đại Thừa thông thường. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Phật nói ba nghiệp đều là nói thân, khẩu, ý. Bốn kinh này Phật đã nói, Ngài đã nói là khẩu, thân, ý. Đem khẩu nghiệp để thứ nhất. Đây là có ý nghĩa đặc biệt. Khẩu nghiệp rất dễ dàng phạm, cho nên khẩu nghiệp có bốn điều. Bạn xem thân ba điều, ý ba điều, khẩu bốn điều, rất dễ dàng phạm. Người học Phật, người niệm Phật, công đức đã niệm đều từ trong miệng lưu xuất ra. Không thể bao dung, không thể dung nhẫn, ưa thích phê bình. Cho nên niệm Phật cả đời không thể giảng sanh. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cả đời 92 năm niệm Phật, Ngài là tích lũy, không hề bị tiêu mất. Cái công đức này bao lớn. Chúng ta là một mặt niệm, một mặt tiêu mất, tạo khẩu nghiệp. Cho nên Phật đem nó xếp hạng thứ nhất, đặc biệt răn dạy người niệm Phật, bởi vì đây là thông đạo mau chóng đặc biệt. Thông đạo mau chóng thành Phật. Mười nghiệp thiện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, cũng chính là không vọng ngữ, không hai chiều, không thêu dệt, không á khẩu. Phải giữ lấy. Tại vì sao có thể tạo nghiệp? Đương nhiên ý nghiệp là chủ. Bạn khởi tâm động niệm bất thiện, ý nghiệp là tham sân si, tự tư tự lợi. Tham sân si mạng, năm độc đầy đủ, khởi tâm động niệm rất dễ dàng, rất tự nhiên, đều nghĩ đến tổn người lợi mình, vì thì hỏng rồi, vì thì tạo nghiệp ba đường ác. Chính mình không hề biết, hữu ý vô ý ngày ngày đang tạo, không tích lũy được công đức. Thời gian niệm Phật ít, thời gian tạo nghiệp dài, sức niệm Phật mỏng yếu, sức mạnh tạo ác hùng hậu. Bạn làm sao có thể rời khỏi ba đường? Nói ra lời nói hơi khó nghe, bạn làm sao có thể rời khỏi địa ngục? Toàn là tạo nghiệp địa ngục. Kinh có nghe hiểu hay không? Không hề nghe hiểu. Biến số nghe chưa đủ. Tại vì sao không đủ? Là dùng tâm tán loạn để nghe, dùng tâm toán loạn để niệm Phật. Cho nên nghe kinh niệm Phật không có được hiệu quả. Hiện tại chúng ta đổi một phương pháp, đem cái đĩa của Lão Hòa Thượng Hải Hiền xem thành là Kinh Vô Lượng Thọ, tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi khuyên mọi người một ngày xem ba lần, xem một năm.
xem truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, các vị có chịu phát tâm làm cái việc tốt này, một ngày chiếu 3 lần, sáng sớm chiếu 1 lần, buổi trưa chiếu 1 lần, buổi tối chiếu 1 lần, đề xướng 1 năm, 1 ngày xem 3 lần, 1 năm là 1000 lần. 1 ngày có thể niệm 10000 câu Phật hiệu. Vậy thì 365 vạn câu Phật hiệu qua 1 năm này chắc chắn hoàn toàn khác. Vãng sanh thế giới Cực Lạc chắc chắn nắm chắc. Nếu như 3 năm không gián đoạn, bạn chắc chắn được sanh. Đây là thật, không phải là giả. Bổn kinh hưng khởi nhân duyên chính là đại sự lợi ích an lạc. Đại sự chính là liễu sanh tử, xuất tam giới. Đây là đại sự, liễu sanh tử thành Phật đạo. Đại sự đệ nhất đẳng, ngay trong đại sự chính là nói thành đế ngữ, kỳ thật không có một chữ là lời giả dối. Nói cái gì? Chỉ Kinh Vô Lượng Thọ cùng A-di-đà Kinh, Tịnh Độ ba kinh một luận, thành đế ngữ.